Chào mừng em đã quay trở lại với tựa game là Plants vs Zombies Garden Warfare 2 và mình là Thành EZ đây. Thì nếu như thích video này, đừng quên là bỏ lại một like, chia sẻ video giúp mình, comment ý kiến xuống phía dưới video và đăng ký kênh của mình nhé. Nhớ rung chuông để nhận thông báo mới nhất từ kênh của mình. Và chúng ta sẽ bắt đầu thế nào? Ở dưới này nó đang bán một cái đồ đây, để mình xuống xem là có thể mua được một cái đồ gì đó không. Đó chính là cái thằng thần lùn ở dưới này. Đấy, đang mở bán kìa. Đấy. Nào, ném bom xuống. Bắn đại bác xuống. Tấn công thần lùn. Ý. Thế mà không suy nghĩ gì luôn. Cái này sắp nổ. Bom xịt à? Đây mình sẽ hỏi ông này xem sẽ bán cái gì nhá. Lần trước thì mình có xúc được một cái vàng vàng gì đấy. Wow, cái mũ gà mái này anh em. Đẹp phết này, giá chỉ có 500 nghìn thôi. Ôi, cái này có nhiều tiền. Và một cái potato mai. So sáng bóng vậy ta, bằng vàng à, nhưng đẹp nhờ. Đây là một cái mũ có cái hình con bạch tuộc à. Cái này ngon này, đây là một cái skin đặc biệt. Khi mà cái con Katus mà nó sẽ thả cái quả mìn khoai tây xuống ấy thì nó sẽ có một hình dáng khác. Chúng ta bị vướng cái tầng nhà này. Được rồi, mình sẽ đi tham dự tiếp cái sự kiện thôi. Để mình kiếm thêm được 30 cái Rainbow Star. Để mua nốt hai cái hòm còn lại. Hôm qua mình mua được một cái hòm 50 rồi. Hôm nay sẽ còn một cái hòm 10 và một hòm 20 nữa. Chết hết đi. Nổ, sổ. Ăn ngay một quả mìn nữa. Quả bơ, bơ khổng lồ. Bơ khổng lồ này. Chúng ta sẽ vào trong này. Đây, mình sẽ còn hai cái hòm ở đây. Và mình sẽ mua một cái hòm. Đầu tiên là cái hòm 10 cái Rainbow Star trước. Và mình sẽ được tơ biến ra khỏi chỗ ta ngay. Trời ơi, chết. Cái đấy là một cái chiêu rất là hay, vừa để tránh đòn và vừa để bắn được nó. Được rồi, mình sẽ mở cái hòm này ra để xem trong này nó sẽ có cái gì nhá. Trong này nó sẽ có một gói pack thôi. Và chúng ta sẽ mở ra xem này có gì. Ai chà, mình được một cái khăn quàng cổ đúng không? Là cái hình xăm à? Đây hình xăm chứ không phải khăn quàng cổ. Hình xăm của con hoa gì nhỉ? Hoa xương rồng. Được rồi, mình sẽ vào đây và bắt đầu chiến nào. Xem có trận nào không? Hôm nay là thứ mấy nhỉ? Hôm nay là thứ 7 thôi. Chắc là hôm nay sẽ rất là đông người đây. Tha hồ mà chơi. Nhưng vấn đề là sao không tìm đến trận nào vậy ta? Đây, chúng ta đã tìm được trận rồi đây. Và hy vọng là sẽ được ở bên plan. Bên zombie thì khá là khó bắn đấy. Zombie thì mình bắn con nào tốt nhất nhỉ? Chắc là mình sẽ bắn cái con lửa lửa ấy. Hoặc là bên đấy sẽ có con đặt bom cũng khá khỏe. À không phải, con All Star cũng khá là được. Nhìn chung là chơi nào thì cũng được thôi. Vấn đề là mình sẽ cần phải cày tất cả các con lên max cấp trước đã. Max cấp thì nó sẽ tặng cho mình 20.000 coin. Đấy rồi, chúng ta sẽ lên plan. Và mình sẽ bắn con Ice Spear. Con Pierceter hệ băng. Vãi trưởng thật, 47 rồi, sao mà nhanh thế. Một bé. Chết to. Chạy nhanh. Ui, nó bắn cái gì ta? Tên lửa à? Hay quá nhờ, mình giết được một thằng. Xong mình chết luôn trong này. Nó di chuyển hay quá. Vừa vào cái được ngay cái ba cái Rainbow Star. Chưa kịp làm gì bắn chết được một mạng. Ghê vậy ta. Nó chiếm được cái khu trung tâm này và team mình có giết được có 12 mạng kìa. Wow. Kinh đấy, bên nó có robot kia thứ à? Tốt nhờ. Và team nó tận đến 4 con ở trên bảng xếp hạng luôn kìa. Thế khi có động tác hay nhờ. Đánh đàn. Một con team mình team nó có một thằng là 4.700. Một thằng 3.500, team mình không có thằng nào, có một thằng 2.000 thôi. Được rồi, mình sẽ vào, mình sẽ quán cân team này anh em. Tiến lên. Lần trước mình đánh cái sự kiện tuần trước đánh rất là hay luôn. Toàn đứng đầu. Lần này kiểu gì chúng ta sẽ quáng. Sắp đủ tiền này, mình sẽ sắp đủ tiền mua cái gói pack. Mình thiếu khoảng 5.000 nữa. Chắc tầm khoảng một trận nữa thôi, ta sẽ đủ tiền mua gói pack. Năm, bốn, ba, hai, một. Và chúng ta sẽ chuẩn bị nào. Vào thôi.
Next round. Plant hay zombie đây? Thật ra cũng không quan trọng lắm, quan trọng là team thôi. Vừa rồi team kia nó đánh cho sấp mặt luôn kìa, 40-50 so với 12. Nào, ta sẽ vào bên mình ở bên đấy à? Được, được lắm. Ta sẽ chơi con đánh bắn băng này. Clu clu, yes. Team vào đấy. Team mình có thằng bên kia có thằng 4.700 kìa, ghê đấy ta. Nào, nào, nào. Ok man. Nó đâu ta? Cái này không trọng lực đúng không? Cho cái này là bay nhảy thoải mái luôn. Hồi máu kia. What? What the hell? Nổ, nổ, nổ này. Một bé. Ăn năng lượng. Hồi máu cho anh ơi. Hồi máu cái đi. Vừa vào chết ngay, 4 mạng luôn. Nó sự khác biệt đó. Mình giết được một mạng thì phải. Tốt. Hồi máu và làm các kiểu đi anh em. Kia 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 kia. Kia kia. Biến thành ấy rồi, biến thành cóc rồi, à biến thành dê rồi. Nào 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 nào. Di chuyển nhanh, tốc độ cao, lên thôi, lên thôi. Đây bắn nó, đây bắn nó. Oh, kia có một con này anh em. Đâu nhỉ? Mình vừa thấy có một con ở đây xong. Vãi trưởng thật. Nó chết rồi. Cuối cùng thì nó đã chết. Ấy, ấy. Chết mày này. Bảo rồi, u. Thằng nó vừa thẳng ở trên này luôn. 11-0. Thật sự cách biệt quá. Chết mày này, yes. Oh, chúng cái gì vậy ta? Kinh nghiệm, kinh nghiệm, kinh nghiệm, kinh nghiệm cái này kề cấp nhanh lắm. Đó, ta sẽ móc lốp luôn. Tốt nhờ, tìm đánh ghê quá rồi. Thật sự đáng sợ luôn đấy. Chết. Ôi. Dã man. Thế quái nào giờ sao mình cũng chết nhở? Mình đang đầy máu mà bắn phát chết luôn á. Hư cấu quá. Nào nào cứu 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 đi. Không cứu thì thôi, không cần cứu đâu. Chết rồi. Nó đâu ta? Đây là cái hồi máu của nó kìa. Cái hồi máu của team nó đấy. Phía trên, phía trên, phía trên, phía trên. 22 so với 2 rồi. Cách biệt quá rồi. Ôi giời ơi, level 3 vãi trưởng thật. Mình giết được mấy mạng đây, mình giết được 4 mạng. Rồi mình sẽ đổi sang con khác đi. Thay đổi liên tục đi nào. Trend Tractor nào, mình sẽ đổi sang con bắn độc Toxic, Toxic Pier. Tăng tốc độ lên, Samurai. Đây, 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 đây. Nào, vào đây đó. Quả bom, quả bom, quả mùi của mình mà. Tôi chết trước khi mình có thể kịp bắn luôn đấy. Ghê vậy. Nhanh quá, 32 so với 4 rồi. Quá cách biệt luôn. Mình sẽ cần đặt cái súng ở đây để mình bắn nó cái nhỉ. Chạy nhanh nào. Turu turu turu. Lên. Phía này rất rất đông luôn. Cái gọi là cục hồi máu đúng không? Solo, 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 hết đạn, hết đạn, hết đạn, hết đạn. Ôi, hết đạn rồi, trời. 1-2 rồi. Con kia bắn độc, con mình bắn độc luôn. Không cần respawn đâu, đây, mình sẽ ra ngay và luôn đây. 41 so với 5 rồi.
Ném bom. Ôi giời ơi, không kịp làm gì. Ăn kinh nghiệm cái, đến level 3 luôn. Cây cấp mắc nhanh. Tránh đường. Một bé này. Chết hai bé luôn, mình biết ngay bọn nó sẽ ra đấy mà. Và đặt luôn cái cái súng 5 Rainbow Star là chắc chắn nó sẽ được rồi. Yes, hài tuyệt. Chúng ta cần 20 cái Rainbow Star để mở nốt cái hòm cho anh em xem đó. 50-67 còn cách biệt hơn lúc trước cơ. 6.000 và chúng ta sẽ được mua thêm weapon mới rồi. Quá ngon. Yeah, con này có cái mũ hay nhờ. Cái mũ của dũng sĩ giác đấu à. Mũ chiến binh chứ, mũ chiến binh đẹp thế. Nó có mấy động tác, mình giết được có 7 mạng thôi. Trận này không được hay cho lắm, bắn bình thường bên kia. Việt Nam, Việt Nam, Thái Lan này như Việt Nam này. Việt Nam nờ Thái là sao ta? Việt Nam chơi trò này mà nhiều cũng có một vài người chơi. Cho còn thiếu 9 ngày nữa nhá, chắc phải 2 trận nữa. Mình sẽ mua thêm một gói patch để xem ra tướng mới không nha. Để test thử cho anh em nhanh tướng mới luôn. Mình sẽ được con Scientist này. Được thêm đồ này, Ray này. Cái gọi là cái Mr. Fuji Ray này. Đó là cái bộ râu đúng không? Và mình được một con Scientist gọi là du hành vũ trụ, du hành không gian. Nói chung đánh Scientist khó phết đấy, không dễ tí nào đâu. Con này bắn cận chiến, như bắn cận chiến. Tốt, chúng ta sẽ được ở bên này và mình sẽ bắn cái con nào đây? Chomper không, mình sẽ bắn Citron độc, Citron băng, Citron thường, Citron này đi. Nhiều máu, bắn nó sướng. Nào, ui giời. Thằng kia nó đổi rồi, đổi không bắn kia rồi. Bật khiêng, bật EMB lên bắn luôn. Khả năng slow khá tốt. Là nhanh vậy em. Một bé chết. Ôi giời, bị quay vào ghê chua quá nhỉ. Tiêu nó đầu mạnh thế nhờ. Còn 5.400 kìa. Ây chà. Được, nếu mà chơi 5.400 thì mình cũng sẽ chơi lại thôi. Biên lửa đâu rồi? Một trong những con rất là khỏe trong này. 3-0. Thật là vãi trưởng. Làm sao có thể đánh được đây? 4-0, 5-0 rồi. Nó chiến được khu vực giữa rồi. Vãi trưởng thật rồi. Nào, bay đi. Không được. Rồi ôi, cái con khủng chết luôn. Được đấy. Tao mày cùng giết nhau vậy. Kinh khủng. Úi dồi ôi, robot nó đâu xa vậy. Tao còn chưa giết được mạng nào cơ. Bên kia có mấy thằng ngon quá kìa. Làm sao để chiến được đây? 11 rồi. Cách biệt quá chăng? Cá thật sự là cách biệt quá. Đây, vào đây. Ôi, không kịp làm gì luôn đấy. Bó tay chấm com. Mình ném quả pôi tàu ra có chết thằng nào không? Giết được một thằng. Vãi trưởng thật. Kinh khủng. 17-1 kìa. Không thể thắng được ư? Dã man đấy nhở. Mình ra ngoài bây giờ mình sẽ chết luôn đấy. Không thể nào mà ra được cơ. Đi làm sao mà ra được đây? Ra chắc chắn sẽ chết. Vào đây, thằng dám vào đây. Nó hết rồi đấy. Ta đợi nó ra. 22 so với 1 rồi. Ra ngay. Nổ này, chết mày đi này. Nổ. Vào đây mà sống à? Có dám vào đây không ấy chứ? Thì mình ra hết ngoài rồi anh em. Thế là có 2 thằng. Ui dồi.
đáng sợ thật. Không thể chơi được cái chứ. Kinh quá, nó đợi cái để mình ra cái là chết thôi. Tốt, hay lắm. Chúng ta sẽ hết đạn. Chết, một bé nữa, tốt. Chiếm lại khu vực. Chết mày này, ôi bị quay nhiều quá. Chết ngay, chiến với anh à, không được đâu. Các em ơi, chiếm lại khu vực chính nào. Ôi robot rồi, xong rồi, nó có robot rồi. Úi ôi, nó ném quả bom à, giết được bao nhiêu mạng đây. Nhiều phết đấy, giết được tận 7 mạng cơ. Có khuyên nuôi quá tệ đâu. Lên. Một bé, hai. Uầy, đằng sau kìa. Không được rồi. Không kịp rồi, trời ơi. Nó biết là nó sẽ biến hóa ở đấy rồi, không làm gì được. Chết mày này. Ôi giời ơi, trên trời. Nó ra được ngoài rồi anh em ạ. Đây chà. Quy quy à, cái thằng 5100 à. Có giỏi thì chia team ra đi. Nào vào thôi. 38 so với 18. Không nói quá cách biệt đâu. Chơi nhiều cái vào. Đúng rồi, như thế này đấy. Vãi trưởng thật. Tốt. Ô dồi, hay thế nhở. Nó có nhiều robot quá anh em ạ. Không làm gì được luôn đấy. Nhiều robot quá. Bó tay rồi. Làm sao mà có thể là đấu chọi bọn nó bây giờ. Khó chơi quá nhở. Các anh đặt đây làm gì. Ra ngoài mà chiến đi em. Chết thì cũng phải ấy chứ. Con vừa đứng trong top rồi. Tốt. Ôi giời, ở đâu nhỉ? Không kịp nhìn luôn. Bắn tốt quá nhỉ. Mega Cannons. 27 sau 48 rồi. Mày sợ quá, không dám ra luôn. Nào, vào nốt nào. Lên. Sao phải sợ ta? Chết rồi. Mà mình chỉ được 3 Rainbow Star thôi. Cố gắng hết sức mà vẫn dẫn giết được cái mạng dù không được tính và vẫn nổ chết một con. 28 cũng không nói quá tệ so với cái trận lúc nãy đúng không? Nó phải phân chia đều ra, bên kia toàn thằng 5000 mấy thì khó đấu rồi. Việt Nam Thái này đấy. Nào, bên mình có hai thằng đứng ở trong cái top này đấy. Không nói quá tệ đâu. Chúng ta sẽ cần một trận nữa thì vẫn chưa đủ để chúng ta có thể là lên được 20 nhỉ. Nó sẽ nốt một trận nữa đi. Đây này, bên này có thằng 5400 này, Việt Nam này. 17 này. 5100 này. Nó có nhiều robot quá, nó hỗ trợ nhau được. Nhưng mà có cái quả, bên này cũng có 5400 rồi. 5400 đây rồi, hay, vào đi. Nó phải khác chứ, còn 5400 phải khác chứ. Nào, cho xe vào thôi. Và cái con đậu lửa đánh được mà. Và ra sẽ được ở bên plan hay zombie đây. Bên nào cũng được, chiến hết. Bên zombie chọn là im. Lửa, sao vậy. Mình chọn ngô đi. BBB Queen Con đi.
Nào, ồ cửa này thì khá là dễ bắn đây. Được, chúng ta bên ta có vãi trưởng thật. 5.400 sang hết bên kia rồi. Bên mình có mỗi thằng 5.400 kìa. Cũng được, không vấn đề gì cả. Cần tìm. Cho cần tìm cái chỗ nào cao cao tí bắn cho sướng. Trận này cố gắng thánh nhá. Cố gắng giành chiến thắng nào. Kìa. Đông lắm. Cầm lũ luôn. Một bé. Lùi đi đã. Cái gì đây? Ô, phải nó phun cái độc ra từ sau lưng này, móc lốp này. Không cần cứu. Ngu người. 2-0. Với ra dẫn 2-0 đây. Kiểu gì nó cũng móc lốp đằng sau luôn xem. Đông lắm. Tỉnh dậy hết rồi anh em, lên nào. Ok, let's go. Vào đây, có dám vào không vấn đề. Không dám vào đâu. Team mình đang gọi là chiếm hết thượng phong đây, hồi máu đi, được rồi, tiến lên nào. Làm cỏ nó đi. Ấy chà. Chết ngay. Đỡ thế nào được. Kìa. Bắn vào. Có chết ai không? Hình như không dính ai vậy. Chết ngay mày. Nhờn này. Tốt. Chúng ta sẽ quáng lên chiếm cái chỗ này gái. Hết đạn. Thế. Tránh đường. Sởi sao vướng cái con nào rồi. Tiến lên nào. Nào. 7-3. Cũng không phải nói là quá cách biệt đâu. Nhưng mà cố gắng thôi. Lên đây chiếm cái chỗ này. Chiếm cái căn cứ địa của nó phía trên này. Chết ngay. Trời ơi. Không để núp ở đâu. Ơ. Thế quái này ở đâu nhỉ? Ui trời, nó đi vào vòng sau này. Thằng Just Moxie. Thằng cấp 5.000 mấy đây. Vào thôi. Chiến đấu. Đúng rồi. Chết ngay, hay quá. Giật mình. File update kìa. Mình update được cả chiêu lửa kìa. Từ, dưới kia có thằng 15-10 thôi à. Khá là gần đấy nhỉ. Không biết nói là quá xa đâu, bên đó cũng có thằng 5.400 mà. Đúng rồi, tiến lên. Hay lắm. Một bé nữa, tốt thế. Tuyệt vời. Phía nào ấy nhở? Cho vẫn chưa phân biệt được ở chỗ nào, nó sẽ ra từ chỗ nào luôn. Kìa. Chết ngay, hay quá nhỉ. Núp đi. Một bé nữa, hay. Ở phía trên này, trên đầu mình có một vài con này. Chết rồi, hay tuyệt. Nó chạy đâu rồi? Nó chết rồi anh em ạ. 27 cho 17 rồi.
đang dẫn 10 mạng. Chúng ta cần phải đi lên phía trên đi. Hết đạn. Nổ. Làm sao để đỡ được. Im, chỉ đánh cửa gần thôi. Lên trên. Tốt, bắn nó đi. Hay lắm. Ôi, chết luôn cả chùm luôn à. Bắn hay quá. Cái thằng này tên là gì nhở? Dyer gì đó. Dyer cấp 900 thôi mà. 32-22. Mình giết được mấy mạng? Giết được 7 mạng thôi. Vẫn chưa được, vẫn chưa đạt yêu cầu đâu. Cố lên nào. Sợ chạy đi đâu này? Chỗ này xa quá. Này nó giết được bao nhiêu mạng kìa? Nó giết được thêm 2 mạng nữa kìa. Cố gắng đừng cho nó vượt qua. Cố lên. Anh em. Xa quá. Cho nó trận tận đây luôn ấy. 25 so với 33 kìa. Phải có đầy đủ đồng đội vào đây thì mới có thể bắn được. Một bé này đã xong. Ở đâu nữa? Chúng ta hãy quáng chiếm này. Chết ngay một con kìa. Hỗ trợ nó. Chết rồi, tốt. Phía sau này. Đâu rồi. Vào đi. Nó có robot. Lùi đi anh ơi. Lùi thôi. Không nên solo nó được. Tốt nhất là nên lùi. Chúng ta nên lùi là gì nữa. Làm sao có thể solo được với con như thế này. Điều không thể. 46 so với 29 rồi. Tốt, hay lắm. Ôi chà. Ui xôi, ở đâu ra cái con im vậy ta? Ở đâu ra vậy ta? Hai mấy chiêu. Respawn rồi. 48 so với 34 rồi. Good. Chúng ta sắp thắng rồi đấy. Mà phát rồi mình chẳng bắn được thằng nào cả. Mình vẫn đang... À không, mình rất được lên 10 mạng rồi đấy. 49 so với 36. Cách biệt chưa? Trở lại nhá. Ít ra bên mình có một thằng. Ây chà, thằng này bắn hơi khó. Ra cho quả đèn. Ôi 50 không kịp. Cố gắng thì cũng thế thôi em ơi. Team rất cố gắng nhưng mà không thể làm gì được. Và chúng ta đã giành chiến thắng thêm trận nữa này. Quá hay. 50 so với 36. Chúng ta sẽ kết thúc tập này đây nhé. Xin chào anh em và hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp của Plan vs Zombie Garden Warfare 2. Bye bye.